bao nhiêu năm rồi, chả mất gì cả, chỉ mất bọn nào nó hết hạn, còn cái hợp đồng dài hạn ốm đòn. Quay lại thì quay lại, nhưng vấn đề business nó không tốt, chả liên quan đến việc nhân viên quay lại quay lại, mà nó vẫn phải gánh cái chi phí đấy. HP để trả lại được không? Trả lại có thể là nó thuê trong 5, 5, 1 em hiểu không? Nếu mà em thuê dài hạn thì... là chịu phạt. Ừ, tâm hết chịu phạt chẳng hạn.
thứ thì không như thế. Cái nào? Bên cạnh cái xe, bằng cái xe xe chóp nhỏ ấy. Xe chóp đấy là chỗ để cho đỗ xe chóp mà. Em nhìn cái gì? Đây, sao? Đây. Đấy là dành cho xe chóp. Cả một cái to đùng này. Small coach parking only. Đỗ vào đấy thằng LPA nó ra kêu nó xịt cho phát. Chỗ thì hết chỗ, thả mấy mẹ con em xuống đây trước. Ngủ mất. À, dòng này có này. Có, nhưng thường thì hết one way. Đây, chuồng đây. Ngon. Bánh. Xuống đi.